Hello các bạn có khỏe không? Mình hôm nay thì mình đi quay một cái video clip để mà làm quảng cáo cho một cái công ty. Đó là công ty này, Hip Hop Quotable, chắc các bạn biết rồi. Tại vì này ở bên Mỹ thì mình bây giờ mới quay xong, có một tí thời gian rảnh, thằng em mình nó đang chơi với lại cái drone. Vincent, don't fly it in there, bro. Where? Put it up to the sky. Ok, thì bây giờ mình có một tí thời gian rảnh, tiện đây mình cũng làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn là trong cái khoảng thời gian qua mình đã làm gì và ở đâu. Tầm vô cuối tháng 3 các bạn thì mình có rất là nhiều cái dự án quay video cũng như là làm nhiều cái video với lại chia sẻ với các bạn về nhiếp ảnh. Nhưng mà mình đã làm không được tại vì mình bị nhiễm Covid. Cả gia đình mình ai cũng bị hết Covid-19 á, hay là Việt Nam còn gọi là cái bệnh coronavirus. Bây giờ thì mọi thứ nó đã qua rồi. Nhưng mà suốt cái khoảng thời gian này mình phải điều đứng với cái bệnh này á, là mình bị mệt, mình không có làm được gì hết. Mà bên này á thì người ta bị bệnh rất là nhiều, cho nên mọi thứ nó cũng đều shut down hết, mình không có thể đi đâu mà làm gì được hết. Thì mình phải hoãn lại tất cả những cái đó luôn, mình cũng không có tâm trí đâu mà lên mạng hoặc là chia sẻ gì hết. Tại vì nó rất là khó khăn các bạn, gia đình mình ai cũng bị hết, ba mẹ mình, mọi người thân gia đình. Ông bà mình thì bị bệnh đó và cũng mất đi rồi. Mình thì mình ở New York mà, thì cái chỗ này nó cũng là tâm dịch á, cho nên rất là nhiều người bị. Thôi nói chung thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là cái khoảng thời gian qua mình bị như vậy, cho nên mình không có làm gì được với cái channel của mình hết. Tới đây thì mình sẽ trở lại và làm video tiếp tục để các bạn xem. Thì mình có rất là nhiều những cái dự án sắp ra mắt với các bạn. Thì cũng như các bạn là cũng biết là mình sẽ làm video về chia sẻ với các bạn những cái kỹ thuật chụp ảnh, máy ảnh, những cái gear hay là những cái thiết bị mà các bạn cần thiết sử dụng. Cái thứ hai nữa là mình sẽ có những cái video về chụp người mẫu, chụp những cái sự kiện này kia, hoặc là làm những cái video hoặc là chụp hình quảng cáo giống như là mình đang làm đây. Thì mọi thứ nó cũng trở nên, cũng nói chung là sau dịch bệnh thì nó cũng đỡ được chút xíu, cho nên mình sẽ bắt đầu mình làm lại tất cả mọi thứ. Thì rất là mong các bạn sẽ tiếp tục cố gắng và ủng hộ Alpha Crew nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì cái video này chỉ là ngắn gọn để cho các bạn biết là trong cái khoảng thời gian qua mình ở đâu, làm gì và tại sao mình lại vắng mặt suốt mấy tháng. Tại vì bản thân mình cũng bị bệnh mà, cho nên nó là như vậy. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn có câu hỏi gì về nhiếp ảnh hoặc là về cuộc sống bình thường ở bên này thì các bạn có thể để lại dưới phần comment, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thằng em của mình. Hôm nay thì nó giúp đỡ mình quay cái video này đó, và nó muốn fly cái drone, nó muốn bay một tí xíu thì mình cho nó bay. Bên kia là Manhattan, rất là đẹp các bạn. Drone. Let's go, baby. It's flying and she called. Vincent, say hello, man. Hey, yo, what's up? Don't say that. Nói chào các bạn. Chào các bạn. Thank you. Đây là Vincent. Say hello. This, Vincent is helping me on, you know, flying the drone. Hopefully we get a new shot. Some nice today. Yeah. Where's it at? Oh. Oh, there's that. There's that. Nó đang tìm đường bay về chỗ cũ rồi nó đáp xuống. This thing is a beast, bro. There it is. So how do you think, Vincent, after flying the drone? This thing is a monster. What's your experience, bro? It's really nice. Share a little bit. I like it a lot. It's so cool. Alright, you want one? Hell yeah. You better save up money for it? No. Alright, it's over. Let's go home.